Truyền thông Saudi Arabia chê bai Ronaldo. Sự nguy hiểm của Ronaldo đã biến mất và anh ta đã nhận thất bại. Ronaldo đã làm gì trong thất bại của Al-Nassr trước Al-Ittihad? Go Arab viết sau khi đội bóng của Cristiano Ronaldo thua 1-3 trước Al-Ittihad vào rạng sáng hôm nay. Theo thống kê của Go Arab, ngôi sao 37 tuổi không tạo ra bất cứ cơ hội nào trong trận đấu. Anh thực hiện 11 pha tắc bóng trong trận nhưng có 6 lần không thành công. Trong khi đó, Al-Ai bình luận về màn trình diễn của Ronaldo. Trận đấu chứng kiến màn đối đầu trong suốt 90 phút giữa Ronaldo và trung vệ Ahmed Hegazi của Al-Ittihad. Ahmed Hegazi đã tỏ ra vượt trội so với Ronaldo trong nhiều pha tranh chấp trên sân và cả những tình huống bóng bổng. Sự nguy hiểm của Ronaldo bị giới hạn với một pha đánh đầu ở hiệp 1 nhưng bị thủ môn Marcelo Grohe cản phá. Sau thất bại ở siêu cúp Saudi Arabia, Ronaldo và các đồng đội sẽ gặp Al-Fatih ở trận đấu thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Saudi Arabia vào ngày 3 tháng 2. Kể từ khi gia nhập Al-Nassr vào đầu năm nay, Ronaldo vẫn chưa mở tài khoản ở câu lạc bộ này. Cùng theo dõi Netbiz để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!